nhiễm COVID-19, hồi phục kỳ diệu nhờ phương pháp dân gian. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe đẹp online của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, thầy thuốc đông y Nguyễn Đồng từng có trải nghiệm sinh tử khi bị nhiễm COVID-19. Ông đã kể lại câu chuyện thoát nạn thần kỳ trong những thời khắc nguy nan nhất. Thầy thuốc đông y Nguyễn Đồng, 66 tuổi, nguyên là Chủ tịch Hội Diện chuẩn Việt Nam tại Mỹ, Face Therapy. Ông còn là thư ký công nghệ nano Việt Nam, chuyên trị ung thư do nhà khoa học Nguyễn Mạnh Tường phát minh năm 2018. Phương pháp điều trị ung thư này mới được Văn phòng Chính phủ Việt Nam công nhận và trao bằng khen tại Hà Nội. Ông đã tốt nghiệp chuyên ngành đông y Trường Đại học Quốc tế Y học Mở rộng Columbia năm 2003. Năm 1984, ông được đào tạo và trở thành thầy thuốc đông y tại Viện Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp bằng khí công trường sinh học tại Bangkok, Thái Lan năm 1996. Hiện ông đang sinh sống cùng gia đình tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. Từ năm 1995 đến nay, ông đã đi nhiều nơi để thuyết giảng và hướng dẫn phương pháp điều trị bằng diện chuẩn, bấm huyệt, nhân điện, thuốc nam, phong thủy ở nhiều bang tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Canada, Brazil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Mexico, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Campuchia. Tại Việt Nam, ông đã truyền rộng phương pháp đông y bấm huyệt, diện chuẩn ở nhiều nhà thờ và các chùa cho hàng ngàn tu sĩ công giáo, cao đài, tăng ni Phật tử, các đạo viện tôn giáo và hội chữ thập đỏ. Và đây là câu chuyện của thầy thuốc Nguyễn Đồng. Ước nguyện, năm nay tôi 66 tuổi, tôi sinh ra tại làng An Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình, Việt Nam. Những con người xa xứ như tôi thường có một nỗi niềm day dứt trong tâm, đó là nỗi nhớ quê hương, nơi con sông Kiến Giang đổ ra biển Nhật Lệ. Làng tôi xưa đẹp lắm, êm đềm bên lũy tre xanh và cánh cò trắng rập rờn. Phía tây dựa núi Đầu Mẫu, Trường Sơn, phía đông giáp Đông Hải. Phần thứ hai, 9 ngày sinh tử. Ngày 3 tháng 8 năm 2020, khi nước Mỹ đang bị dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành, mọi người được khuyến cáo không đi ra ngoài. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã đi ra ngoài để mua vé số. Khi tôi vào khu vực mua vé số, một phụ nữ người Mỹ đã đụng phải tôi và làm tôi ngã xuống đất. Vì lịch sự, tôi xin lỗi bà ấy rồi mua $5 vé số và trở về nhà. Ngay chiều hôm đó, tôi đã bị sốt, ho trong người rất khó chịu. Tôi nhớ kỹ rằng mình đã đeo khẩu trang cẩn thận, chẳng nhẽ chỉ vì một cú ngã va chạm mà tôi đã bị nhiễm COVID-19. Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, bị sốt và ho suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy trong người rất khác lạ. Tôi nghĩ mình lẽ nào đã bị virus Vũ Hán tấn công chăng? Ngày 4 tháng 8 năm 2020, tôi nhờ vợ và con trai đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện Memorial Hermann. Sau khi làm thủ tục và được các bác sĩ thăm khám qua mũi và họng, ít phút sau bác sĩ cho biết là tôi đã bị lây nhiễm COVID-19. Bác sĩ quyết định cho tôi cách ly tại bệnh viện điều trị, khi đó là 2 giờ chiều ngày 4 tháng 8 năm 2020. Bác sĩ truyền vào tĩnh mạch cho tôi một bịch nước trụ sinh 1.000mg, cùng uống thêm 3-4 loại thuốc gì đó, đo đường huyết lên đến 400, mặc dù trước đó tôi không hề bị tiểu đường. Chiều tối đến rạng sáng hôm sau, tôi bị hôn mê, hơi thở như ngắn lại, ho liên tục, cơ thể như mất hết năng lượng. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, bác sĩ y tá truyền cho tôi một bịch trụ sinh như chiều hôm trước và tiếp tục cho tôi uống thêm nhiều thứ thuốc Tây nữa. Khi đó, đo đường huyết của tôi lên đến 420 và huyết áp 160/120. Tôi thấy mệt hơn, khó thở hơn, hơi thở gần như chỉ còn khoảng 8%, ho liên hồi, cảm giác hai buồng phổi như bị bể ra, ăn uống không được. Tôi đã được đặt máy trợ thở oxy 24/24 và đại tiểu tiện trên giường. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, 2 ngày nằm trong bệnh viện, tôi không ăn được, không ngủ được, đường huyết lên quá cao trên 400, huyết áp cũng tăng theo. Bấy giờ tôi rất bi quan, người rất mệt, hơi thở ngắn, không kéo dài được nữa, không ăn được nữa, đầu tôi choáng váng như ai đó cắt đi một nửa.
Ngày 7 tháng 8 năm 2020, sức khỏe của tôi ngày càng suy sụp. Tôi nghĩ nếu tiếp tục nằm viện nữa, không biết hơi thở của tôi sẽ đi về đâu. Tôi đề nghị bác sĩ cho tôi về nhà cách ly để nhường chỗ cho bệnh nhân khác nặng hơn. May quá, bác sĩ đồng ý. 2 giờ chiều, vợ tôi đến đón tôi về nhà. Tôi không đi nổi, phải ngồi xe lăn. Về tới chỗ đậu xe, vợ con tôi phải dìu tôi vào nhà. Được 100 mét thì tôi không vịn nổi nữa. Sau 4 ngày 3 đêm tại bệnh viện Memorial Hermann, bác sĩ bệnh viện đã cho tôi 4 thứ thuốc bao gồm huyết áp và tiểu đường. Mà trước đây tôi chưa từng bị bệnh này bao giờ. Thuốc nặng nhất là thuốc tiểu đường Januvia 100mg, công cụ chích insulin, 2 máy trợ thở. Về lại nhà, hơi thở của tôi chỉ còn 10%, ho liên tục, 2 buồng phổi như bị rách toang ra, phần do Covid-19 tấn công, phần do thuốc hành hạ, phần do mất ngủ, cả tuần không ăn, không uống được, tôi sợ sệt, lo lắng và rất bi quan. Vợ tôi tiếp tục đưa 3 thứ thuốc ở bệnh viện cho tôi uống. Con trai tôi thử đường vẫn là 400 như những ngày trước, sau đó cháu lại chích insulin cho tôi. Hôm đó, tôi cố gắng húp nửa chén cháo cảm. Đầu tôi nhức như búa bổ, ê ẩm toàn thân bởi virus Vũ Hán đã hoành hành khắp cơ thể tôi. Tôi cầm bút viết vài dòng cần viết để lại cho vợ con nếu có xảy ra chuyện bất chắc. Khi tôi đang bi quan, thân xác kiệt quệ, khổ nhất là thở không nổi, hơi thở làm tôi không còn năng lượng nữa. Như có một chút may mắn, tâm trí tôi nhớ lại bà bác sĩ Quỳnh Giao. Bà đã từng tư vấn cho tôi về môn học Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công. Khi tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Giao, thật may là bà đã nhấc máy ngay. Tôi gắng kể hết tình trạng bệnh lý của mình. Bác sĩ Quỳnh Giao khuyên tôi không uống Juvania, thuốc hạ đường huyết nữa, vì thuốc này tuy hạ đường huyết nhưng làm cơ thể rất căng thẳng, khó chịu và mệt lả người. Lúc đó là 11 giờ trưa ngày 8 tháng 8 năm 2020, tôi quyết định làm theo y học cổ truyền Việt Nam, tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhờ vợ nấu cho một nồi gồm gừng, tỏi, chanh, giấm và mật ong, rồi đun sôi hỗn hợp này lên. Đây là toa thuốc chuyên trị ngừa cảm cúm, ăn thêm cháo cảm nhiều hành, tiêu, tỏi, gừng. Uống thuốc nam xong, tôi ngồi trên giường tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công như có phép lạ. Mới tới bài thứ 3 thì tôi đã khỏe ra, hơi thở của tôi tăng lên 50%, giọng nói của tôi rõ hơn, không còn ho liên tục nữa. Đo lại đường huyết chỉ còn 135, huyết áp là 130/190, người không còn sốt nữa và không còn dùng đến máy trợ thở nữa. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, tôi uống gừng, tỏi, chanh, giấm táo, mật ong, ăn cháo cảm và không uống thuốc tây nữa. Tôi cảm thấy khỏe hơn hẳn và có thể đứng dậy tập 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Phép lạ như đã đến với tôi, cơn ho lùi dần, hơi thở tăng lên 85%, huyết áp và đường ổn định. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, sau hơn một tuần ăn ngủ không được, tôi đã có một giấc ngủ để đời từ 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Mấy ngày sau đó, tôi thấy trong người trở lại bình thường, tôi gọi bác sĩ gia đình xin đi xét nghiệm lại Covid-19. Trung tâm xét nghiệm Covid-19 chỉ cách nhà tôi có 1,5 km. 3 ngày sau, điện thoại reo lên, email cũng được trả lời, tôi không còn bị nhiễm Covid-19 nữa. Trong những ngày lịch sử này, khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát và tấn công khắp nơi, tôi muốn viết ra câu chuyện trải nghiệm của bản thân, hy vọng sẽ giúp được nhiều người vượt qua những đại nạn như tôi. Pháp Luân Công thực sự là vi diệu. Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.